thiện tâm. Dạ, một lần nữa Thế Phong xin gửi đến quý vị bằng một bài hát sáng tác của Ngọc Sơn. Bài hát có tựa đề Những Đêm Lạnh Giá. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và bài hát này với giai điệu là Cha Cha, ai có nhã hứng lên nhỉ? Cha Cha với Thế Phong. Come here baby. Một tràng pháo tay cho Đen Sơn quý vị. Một lần nữa cho Phong xin kính chúc quý vị lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe và vạn sự bình an.